Lẩu lươn gồm có me, bông điên điển, bông súng, lá bông súng non. Này quên rồi. Ủa cái đọt xanh xanh này là gì cô? Lục bình. Lục bình. Lục bình. Súng. Sôi sùng sục, sôi sùng sục. Lấy cái dao cắt. Cắt cái này đi. Cắt cái này đi. Đây, lươn. Vừa chín tới cái là nhắc ra ăn nó mới ngon. Không nó sẽ bị rục. Các chú thả vô luôn rồi cô. Muốn thể thả vô nước. Ồ, lạ vậy. Thả chú vô nước. Wow. Đây đây. Ăn theo kiểu miền Tây nha. Cho lục bình vô. Không cho lá vô nó có nhanh chín không? Rồi đây gọi là mùa nào thức ấy. Có món gì ăn cái đó. Cho bò bò súng vô. Bò súng rất là nhanh chín. Nhiều quá, nhiều quá. Được rồi, được rồi, được rồi. Nó được rồi, chừng nào ai ăn bỏ vô nó sao. Nhiều quá không? Điện điện vô khúc nào. Đó. Lá non của bông súng. Một nồi cho tự chản luôn. Chúng ta sẽ ăn thử cái món lẩu này. Món này có bún. Nhiều người thì thích ăn với bún. Đây, ta sẽ nếm thử món này. Đây, xem thử cái nước. Nước sau khi đã có nhiều loại rau ở trong thì nó như thế nào. Nó có nhiều vị lắm. Chua, nó có vị chua. Có vị ngọt. Ngọt là chắc là do có nhiều loại rau ở trong, đúng không? Giờ mình ăn thử nè, ở đây nó có cái gì? Này là gì con lại quên nữa rồi cô? Bông súng. Lục bình. Đây là lục bình. Lục bình non. Ăn thử miếng lục bình thử xem nó thế nào. Đây, ăn thử miếng lục bình nè. Chấm với mắm. Dai nhuyễn. Lạ ghê. Cái lá nhìn sơ giống bắp cải. Nhưng mà ăn bùi. Da nhuyễn. Rồi bây giờ mình ăn cái này. Cái này là bông điên điển. Miệng thì bao ngon. Ăn miệng bao ngon luôn. Ở đây nó còn cái này nữa. Bông súng. Mấy các bạn ăn gì? Ăn súng thì nó giòn. Nghe tiếng ăn là biết giòn. Nghe ăn lại nè. Bông súng nè.
cực kỳ giòn, cái giống như quán mấy quán bún gì đó, cái quán bún mắm đâu nha. Ở đây có một cái tò mò nữa muốn ăn thử, đó là đây, đây là cái miếng gì đó, chuối có chuối ở trong đây nè, đây chuối đây. Đây một miếng chuối ăn như thế nào, mùi nó chứ bán sống mà nó mùi thôi, ở dưới cũng mùi mùi rồi cô, ngon ngọt rồi cô, chín rồi chín rồi. Giờ lấy một con lươn ra như cũ, hẳn là một con đây, có hẳn cái bụng cái gì. Thịt lươn chấm với cái này, chấm với mắm ớt, muối ớt. Ngon. Cái lẩu này nó vừa ngọt vừa ngon ha. Dung là nó có nhiều vị quá, nhiều mùi mà toàn làm rau ngon mà tươi thì là tươi, bị chua thanh thanh. Nói chung ở Sài Gòn không có để mà ăn đâu, đừng có mơ. Không có cửa. Ở Sài Gòn là món này đó hả, làm có cửa để được ăn đâu nha.